Món phá lấu khô bán một ngày lời 20 triệu, tồn tại gần 30 năm, chắc là mua cả chục căn nhà rồi. Vậy thì để xem món này có gì đặc biệt, hãy cùng mình khám phá nha. Chia nhánh nhiều lắm, một ngày làm tới trên tấn thịt, lời thì cũng là ngày cả 20 triệu. Thật thà quá luôn. Thường mọi người đa phần chỉ nghe là phá lấu nướng, còn đây ngược lại là khô, hầm hoàn toàn với nước dừa cho nên ra được thành phẩm như vậy. Đặc biệt là khi nước dừa sắc xuống rồi thì sẽ đem cái phần đấy làm nước chấm, rất là ngon, khi ăn vô cực kỳ dính luôn á. Một phần hạp cẩm đây 1 kg có giá là 350, bao tử thú linh là 400, thịt bắp giò là 260, còn có lỗ tai heo và lưỡi nữa. Cái đó là giá 1 kg. Còn mua một lạng thì vẫn bán bình thường nha. Chúng có cái điểm dừng chân ở Kiên Giang, bán ở dưới quê là 28 năm rồi đó. Cái giờ chú mang lên Sài Gòn được 3 năm bán món này các bạn. Chú lấy hàng những món này từ công ty, có nguồn gốc rõ ràng, dù đa phần làm về lòng nhưng mà quán làm rất là sạch sẽ, mùi thơm lắm luôn. Khi ăn bạn cảm nhận được cái vị cực kỳ đậm đà, nó cũng gần tương tự như là khìa vậy mọi người, cho nên cái hậu nó sẽ hơi ngọt ngọt một tí, có thể chấm cùng với nước sốt này hoặc là muối tiêu chanh đều ngon. Ăn kèm với món này là các loại rau rừng vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là kết hợp với cải chua nhà làm rất là ngon nha. Và mình thấy cái món phá lấu khô này thật sự đáng để cho bạn đến thử.